Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay em xin gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là lốc điều hòa của xe Captiva máy xăng 2007. Đây, đây chính là hình ảnh tổng quan của chiếc lốc điều hòa. Cái sản phẩm ngày hôm nay em gửi đến tới anh em, đó chính là hàng liên danh cao cấp anh em nhé. Trước tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu này. Với cái đời sản phẩm đời Captiva máy xăng thì nó khác máy dầu. Máy dầu là chân xuyên, máy xăng thì nó là đời ba chân bắt tay treo. Đây chính là 1, 2, 3, 3 chân bắt. Đó. Cái mặt bích của nó với dòng Chevrolet này thì thường nó sẽ là liền một khối. Captiva này cũng thế này. Máy xăng hay máy dầu nó cũng đều là một khối mặt bích liền với nhau như thế này. Dây cu loa thì của nó là chạy bản BK. Đây, cái mặt hít của dòng này thì nó hơi độc một chút này, anh em có thể nhìn này. Nó khác với dòng DU và khác với cái dòng lốc Denso là cái mặt hít của nó này. Để tháo được cái này nó cần phải có một cái vam. Đó, cái vam đặc chủng để có thể tháo con ốc này và chúng ta cạo dần nó ra. Đây. Lốc được cấu tạo bởi ba thân chính, một phần đuôi, một phần cổ lốc và một phần ở giữa. Phần ở giữa thì lại được kết hợp với nhau bằng hai thân nhá anh em nhé, hai thân nhỏ đấy ạ. Kết hợp với nhau xuyên qua ba con ốc này. Đây, ba con ốc lục giác đấy. Đó. Đây. Chúng ta nhìn đấy. Đây là hàng liên danh cao cấp nên anh em có thể nhìn này, rất là chất. Không kém gì phần xịn sò so với cả cái lốc xịn đâu ạ. Đó. Đây là cái bôn điện nhé. Đây chính là cái rắc điện của cái bộ cái bôn điện để điều khiển đóng mở khi lốc hoạt động đấy ạ. Vừa rồi thì em cũng vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái sản phẩm, đó chính là cái lốc điều hòa của Captiva máy xăng đời 2007, hàng liên danh. Anh em có nhu cầu cần quan tâm, tìm hiểu, tư vấn, hỗ trợ về sản phẩm, hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Kiểm tra hỗ trợ lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.